có điểm dừng, và mọi nơi cũng đều là điểm dừng. Người nào cũng xa lạ của, nhưng ai cũng thân quê. Ôi, sao con ngủ ở đây vậy? Nhà con ở đâu? Cha mẹ con đâu? Con không có cha mẹ. Con về với mẹ nha. Mẹ mua quần đến để cho con, cho con đi học. Con có chịu không? Nhà mình có nhiều anh chị em thân, rất là vui. Đi về với mẹ nha con. Đi về với mẹ. Mẹ con mình đi về nhà. Các em đang chờ mẹ, chờ con nữa. Qua cơn mưa trời lại sáng, không thể diễn tả được cái niềm hạnh phúc mà Minh đang có. Giờ đây em đã có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy như một đống lửa nhóm lên trong tâm hồn. Cô có đưa cho con mấy cái thế này và cô có nói con như vậy: các con ơi, nghiệp nhẹ là mà con phải làm lại giấy quyết định, phải làm lại giấy quyết định và gửi lên sở lao động thành phố Hồ Chí Minh để xin quyết định thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng theo trong lòng của con nghĩ rằng đất nước Việt Nam chúng ta cần rất nhiều người có lòng nhân ái và cần rất nhiều người để cùng tham gia công việc ban án để mà cứu giúp cho những người kém may mắn giống như chúng con hiện tại. Và cô Hoa có nói một câu như vậy: làm giám đốc phải có bằng đại học. Thì con nói rằng con không phải giám đốc, con chỉ là người giúp việc, vì trên giám đốc là tờ giấy đối với hộ để ký xuống để ra quyết định thành lập mà thôi. Còn bản thân của con chưa một ngày đến trường thì con làm sao mà con làm giám đốc được. Thì cô mới nói rằng nếu vậy thì con phải làm cái giấy gửi lên cơ sở, rồi sở mới trình lên bộ và còn xem xét lại, duyệt lại nữa con có được làm việc hay không. Thì hôm nay con được câu chú và bộ vào, thì với là con muốn được hỏi. Và cái thứ hai nữa, cô có nói với con như vậy:
sẽ đến kiểm tra thêm một lần nếu con không có giấy tờ và con không có đưa tất cả những cái giấy mà về tài chính của trung tâm. Thì con có nói với cô như vậy là trung tâm văn phòng ở dưới đó thực sự không ai cho tiền, chỉ có làm cái văn phòng đại diện để cho con là mọi người biết rằng chúng con làm thật, người thật, việc thật và cùng đóng góp với bên toàn xã hội để giúp đỡ. Thì con cũng mong được ban bộ lao động hãy giúp con, chúng con có phải làm giấy gì xin bên sở lao động hay không, và bên sở lao động có kiểm tra tài chính của chúng con không, hay là chúng con có cần bằng đại học mới được làm nhân đạo hay không. Thì con mong được bộ lao động có gì hãy giúp đỡ chúng con, vì đặc thân của chúng con rất hạn hẹp về chữ nghĩa và về trình độ. Thì hôm nay là một cái thỉnh cầu của chúng con, chúng con rất là cảm ơn và xin trân trọng. Và sau đây xin kính mời các đơn vị có tên sau đây lên trao tài trợ cho trung tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chim Én tặng trung tâm 120 triệu đồng. Xin mời đại diện công ty lên ạ. Xin mời công ty Tân Nam Đô 120 triệu đồng. Xin mời khách sạn Thăng Long. Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử TT 36 triệu đồng. Nhà thư báo Sài Gòn Nhà báo Đức Hoa đang trong chương trình này tài trợ 70 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn John Lee Ten tặng 60 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời đại diện Thai Group tặng 50 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần Trung Nam 24 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Massage Chân Thán Cung tặng 60 triệu đồng. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Đại Phú Sĩ 120 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty PNC 800 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty xi măng Oxium 50 tấn xi măng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Precision 149 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn LTC 400 triệu đồng và 2,000 có thức ăn bánh bao và thịt gà. Xin trân trọng kính mời công ty COG Club International tặng 23,000 UF. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm Hoàng Trương 56 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời cơ sở gạch Vinh Tiền tặng 100,000 viên gạch. Xin trân trọng kính mời hiệp hội thương gia Đài Loan Bình Dương tặng 20 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk 120 triệu đồng. Công ty xi măng Nghi Sơn 50